Và vào trưa ngày 12 tháng 1, mình đã gọi điện trực tiếp cho chị ấy để hai chị em mình nói chuyện với nhau luôn. Thì chu cho mẹ ơi, là chị ấy đã phát hiện ra cái người được gọi là cầu thủ bóng đá của đội tuyển quốc gia trong 2 năm vừa qua chị ấy yêu ấy là Pha Ke. Trong 2 năm người đã nghĩ ngay ra cái nhân vật mạo danh cái anh cầu thủ kia là ai chưa? Là con mẹ chị họ đấy chứ còn ai nữa. Cụ mày là chính cái anh cầu thủ thật ý. Cái anh cầu thủ là make in Việt Nam chứ không phải là hàng tàu khựa ấy. Nhắn tin cho chị ấy và nhắn tin cho cả mình. Mọi chuyện đã được rõ ràng từ cái giây phút đó. Và cái người này á, ở ngoài đời người ta là con gái thật. Thì anh ấy có một người đồng đội, thì cái anh cùng đội đó có một cô người yêu, là cái con mẹ này này. Anh đồng đội của anh cầu thủ này cũng bị lừa nốt, yêu nhau qua mạng cũng chưa gặp nhau bao giờ. Bởi vì là ả ta lấy ảnh của người khác để yêu đương cùng với anh bạn này, rồi còn quay ra lừa đảo tiền của chính chủ. Thì đây xuất phát điểm là người yêu của anh bạn, cho nên là chị ta đã gây dựng lòng tin với cả anh cầu thủ thật này. Đúng vào cái đợt này anh ấy có tham dự giải đấu ở nước ngoài cho nên là phải xuất ngoại. Mọi thứ đang bình thường thì bỗng dưng anh nhận ra là Facebook, Instagram của anh ấy đang bị hack. Trong cái lúc rối bời thì ả US UK này có ngỏ ý đưa ra lời mời giúp đỡ. Ừ thì dù sao cũng là người yêu của bạn, nó có chạy đi được đâu, mà lúc này đang rối bỏ xứ ra có người giúp thật sướng à. Đấy, thế là tin tưởng rồi là đưa hết các thứ cho, thậm chí là cả iCloud đấy. Sau đó thì anh này lấy lại được nick, nhưng mà anh ấy đã bị mất toàn bộ thông tin rồi. Vì sao mà yêu nhau 2 năm với cả chị T này mà chị không kiểu như là nghi ngờ gì đúng không? Bởi vì bà ta đã hack hết toàn bộ iCloud, cho nên là đã có toàn bộ những cái thông tin về gia đình này, lẫn ảnh này, những cái ảnh mà chưa được công bố ra ngoài báo chí bao giờ ấy. Còn giả danh cả mẹ của anh cầu thủ thật, em gái của anh cầu thủ, thậm chí là đồng đội và lẫn huấn luyện viên. Sau khi mà đã có được thông tin của anh cầu thủ thật này rồi, bà ta đã đi lập rất nhiều những cái nick ảo khác để đi vay tiền, vẫn còn giữ được cái đức tính là không được tham lam quá, tưởng là phải lừa người ta đến vài tỷ, nhưng mà đâu, chỉ lừa được khoảng tầm 70-80 triệu thôi. Các cầu mày mặc slip jack suốt cuộc đời gì, yêu người tên Linh, yêu xa 2 năm xong rồi là người ta không nhớ ngày sinh nhật của anh, xong rồi là đi chơi với ra nhiều, xong rồi anh là không biết giải quyết thế nào, thôi anh chia tay. Mà trước khi chia tay là mình phải đòi lại 30 triệu. Bạn vẫn cố gắng hack nick Facebook của chị T để làm cái gì? Và hôm qua thì anh cầu thủ này có bắt buộc bạn ấy phải trả tiền. Không biết là bạn này còn đi lừa bao nhiêu người nữa. Đấy, trong câu chuyện này đáng thương nhất thì vẫn là chị T thôi. Chị ấy còn kể với mình là đến hôm qua khi mà chị ấy có côn để mà nói chuyện với cả anh cầu thủ thật ý, thì chị ấy kiểu khá là chạnh lòng, bởi vì là rõ ràng đây là cái khuôn mặt của người con trai chị yêu suốt 2 năm, nhưng mà người ta lại không hề biết đến cái sự tồn tại của mình. Thế bố mẹ chị sau khi biết được là cái người mà đã lừa con gái của mình ở trên mạng suốt 2 năm vẫn mặc giày, mặc trơ chán bóng ở tại căn nhà của mình trong suốt 7 đến 8 tháng, thậm chí là còn phải nuôi nó ăn ở và tìm công việc cho nó nữa. Thế luôn mình nghe mình nhộn nhạo mà mình cay ở đầy bụng luôn. Tôi biết là bạn rất hay nghe chuyện của tôi và dùng những cái ảo để vào xem tôi livestream. Vậy nên là tôi nói luôn, dừng cái việc này lại đi. Nếu như để cho chính chủ phát hiện ra bạn vẫn còn đi lừa người khác ấy, thì cái anh chính chủ đó cộng với chúng tôi sẽ đâm đơn kiện. Bạn nghĩ là cái ngôi nhà đấy của bạn có chân để chạy đi đâu không? Đừng làm khổ bố mẹ nữa bạn ạ. Tống cho nó ra dáng con người đi. Tức ơi là tức. Nhưng mà tự dưng góc này xinh quá, ai lên đỉnh không? Đừng ngủ đẹp không? Quay đừng ngủ nhé. Muốn mua thì biết ở bấm vào đâu rồi đấy. Thôi, mình chỉ tức như thế thôi. Kể xong rồi là xong, mình vẫn quay trở lại là một con người nhẹ nhàng lắm. Mình là công chúa cơ, vậy nhá. Pick up, bye bye mọi người, hẹn mọi người lần sau.